là Tyson Johnson người đang xuất hiện trên màn hình. Vũ Thế Cang mang áo số 4 và Tony Hoàng Tú mang áo số 3. Trong khi đó, City Quyền sẽ ra sân với ngoại binh mang áo số 0 Curtis Leacock, số 12 Trương Thái Nam và số 16 Nguyễn Thanh Tùng. Đây là Johnson. Hoàng Tú có tình huống ném sai chống chải nhưng chưa thể mở điểm dành cho Novauer. Leacock. Một đánh 3 được ra cho Thái Nam. Shot clock đã trôi về cuối. Và trọng tài xác định đã phạm luật 12 giây không tấn công, 12 giây không ném rổ và bóng sẽ trở về với các cầu thủ Novauer. Johnson quyết định ném xa. Không có điểm cho Johnson, trở về với City Wings. Thanh Tùng đối đầu với Thế Cang. Leacock. Một tình huống đột phá rất hay của Leacock và đã có điểm đầu tiên của trận đấu này thuộc về Hồ Chí Minh City Wings. Hoàng Tú step back ra ngoài vòng 2 điểm nhưng vẫn chưa có tình huống dứt điểm thành công. Thanh Tùng. Vâng, trọng tài xác định đã có lỗi tấn công của cầu thủ mang áo số 16 bên phía City Wings. Bóng sẽ trở lại với Novauer. Đây là Johnson. Johnson đã có mismatch với Trương Thái Nam. Hoàng Tú rất khó chịu, đã bị block bởi Thanh Tùng. Thái Nam không thể vượt qua Johnson và đây là Curtis Leacock. Không có điểm dành cho Leacock. Trọng tài xác định bóng sẽ ở lại với các cầu thủ City Wings. Thái Nam đánh vào vị trí của Tony Hoàng. Rất khó chịu, fade away, bóng lắc rổ đi ra ngoài. Đây là Johnson, anh có vẻ vừa bị cấn bút chì. Thế Cang rebound, nhá rất hay và có điểm dành cho Thế Cang. Tỷ số 1-1. Leacock chưa có điểm cho ngoại binh của City Wings. Thế Cang liệu có thể tiếp tục ghi điểm không? Vừa rồi nỗ lực cứu bóng của Hoàng Tú đã không mang lại kết quả. Thái Nam thiếu chút nữa thì đã có một tình huống không hiểu ý nhau giữa các thủ City Wings. Thái Nam đánh thẳng vào vị trí của ngoại binh bên phía Novauer. And one dành cho Thái Nam, một tình huống tay ném. Sau đó vị big man của City Wings thi đấu cực kỳ cơ bắp. Người phạm lỗi trong pha bóng vừa rồi là Hoàng Tú. Không thể hoàn tất tình huống and one. Là Johnson. Có điểm dành cho Johnson. Novauer đang tạm thời vươn lên dẫn trước. Thanh Tùng footwork khá hay nhưng tình huống dứt điểm của anh lại không ổn. Rất nhiều cầu thủ đang nằm sân. Đây là Johnson. Quá dễ dàng đối với Johnson khi mà không có bất kỳ một cái bóng áo trắng nào ở khu vực dưới rổ. Thanh Tùng. Thời tối, nhưng đây là một đường đánh rất sáng. Thanh Tùng đã mở ra cơ hội dứt điểm cho Curtis Leacock và tỷ số hiện tại là 4-3. Leacock vừa được trọng tài nhắc nhở về việc phòng ngự ở trong khu vực dưới rổ khi vừa mới ghi điểm xong. Johnson, hit check thành công dành cho Johnson. Hai tình huống ném xa liên tiếp của ngoại binh Novauer. Thành phát một pha có thể nói là tự làm khó mình của cầu thủ bên phía City Wings. Đây là Hoàng Tú. Hoàng Tú muốn đánh ISO. Cổ tay có vẻ chưa đủ dẻo trong tình huống vừa rồi. Thành phát. Đây là Leacock, quyết định ném hai rất nhanh. Bóng không trúng vành rổ. Johnson hit check thành công lần thứ hai, quả ném xa thứ ba liên tiếp của Johnson. Novauer đang bứt lên. Dù họ thiếu người nhưng họ lại đang chơi rất vào tay ở trong ngày thi đấu hôm nay. Leacock hết 12 giây tấn công rồi.
Có vẻ như ngoại binh của City Wings đã quá hăng say, đã bị quá say trận và không để ý đến đồng hồ 12 giây. Johnson liệu có một tình huống nữa hay không? Lần này thì anh ném trượt tự rebound, tiếp tục ném. Có vẻ tay ném của Johnson đã nguội đi rồi. Lee Cobb rất khó khăn cho Lee Cobb, nhưng đây là một tình huống rebound tốt của Thanh Tùng. Có lỗi của Nova World. Thanh Tùng đã thi đấu. Số 16, Tony Hoàng ném rất nhanh. Lần này thì đã có điểm dành cho Tony. Là tiếp tục là Thanh Tùng. Tony cướp bóng thành công, thế can lên rổ rất hay dành cho Nova World. Những điểm số liên tục đến với đội bóng áo xanh. Thành Phát lập tức đáp trả. 11 năm cách biệt hiện tại đang là 6 điểm. Tony đã vượt qua mismatch rất tuyệt vời của Nova. Hoàng Tú đang thi đấu rất hay trong trận đấu này. Đây là Lee Cobb. Ném fadeaway khó nhưng có điểm dành cho Lee Cobb. Hoàng Tú. Tình huống hesitation rất quen thuộc, kích bóng ra cho Thế Cang. Tiếc đó là một tình huống ném airball. Đây là Thanh Tùng. Không có điểm. Johnson quyết định ném tiếp. Tay ném của Johnson đúng là có vẻ đã nguội sau 3 tình huống ném xa thành công liên tiếp. Thế Cang không hề chần chừ nhưng vẫn liên tục là những tình huống ném xa không thành công của cả hai đội. Lần này thì Lee Cobb đã giải cơn khát. Cách biệt hiện tại còn là 4 điểm, 82. Hoàng Tú đã ngã ra sân. Johnson đánh ISO. Không có điểm dành cho Johnson. Nhưng đây sẽ là Hoàng Tú. Tình huống ném xa quá chống chải và Hoàng Tú đã tận dụng nó một cách hoàn hảo. 14-8. Lee Cobb quyết định ném ngay. Không có điểm dành cho Lee Cobb. Và sau tình huống ném trượt vừa rồi thì ngoại binh của City Wings đã gọi hội ý. Như đã nói thì bên phía Nova World Phan Thiết họ chỉ có 3 cầu thủ, nhưng họ lại đang là đội dẫn trước nhờ đôi tay rất nóng của Tayson Johnson. Vâng, và 3 cầu thủ Nova World gần như là ngồi rạp xuống sân vừa rồi. Ở lượt trận tiếp theo sẽ là trận đấu diễn ra giữa Nha Trang Dolphins và Thăng Long Warriors. Trận đấu tiếp theo thuộc hạng mục chuyên nghiệp. Điều mà City Wings cần làm bây giờ là tích cực phòng ngự. Họ đang liên tục cho phép Nova Phan Thiết có những tình huống dứt điểm chống chải. Trong ảnh chúng ta là trọng tài Kim Trâm, một trong những trọng tài nữ nổi tiếng, xinh đẹp và tài năng của bóng rổ Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Tú ném xa, có điểm tiếp theo dành cho Hoàng Tú. 16-8, có biệt đã là 8 điểm rồi. Đây là Lee Cobb. Đột phá rất khó chịu của Lee Cobb và anh sẽ được hưởng một tình huống. Mà không, anh sẽ không được ném phạt mà chỉ là bóng dành cho City Wings mà thôi. Trọng tài xác định lỗi đã xảy ra trước khi Lee Cobb có vẻ là bắt bước. Thành Phát spin move rất hay nhưng tình huống dứt điểm lại hơi thiếu lực một chút. Là Johnson nhá, ném điểm rồi, có điểm dành cho Johnson. Thái Nam có lỗi của Thế Cang. Thế Cang đã rất chủ động phạm lỗi để giảm nhịp độ trận đấu. Lỗi đồng đội thứ tư của Nova World. Đây là Lee Cobb. Lee Cobb ném xa, có điểm dành cho Lee Cobb, điểm số thứ 10 cho Hồ Chí Minh City Wings. Nhưng cách biệt bây giờ vẫn là 8 điểm, con số rất lớn. Johnson ném 2 điểm, 1 chân nhưng mà vẫn có điểm dành cho Johnson. 20-10 dành cho Nova World.
Johnson đã có đến 5 tình huống ném xa thành công ở trong trận đấu này. Đầu trận thì Johnson có 3 tình huống ném xa liên tiếp. Bây giờ thì anh lại có thêm 2 cú. Và vừa rồi là một tình huống ném một chân cực kỳ điệu nghệ của ngoại binh bên phía Nova World. City Wings Thành Phát không thể tận dụng thành công mismatch của mình. Đây là Tony Hoàng ném xa, vẫn chưa thể có được chiến thắng. Nova World chỉ còn cách chiến thắng đúng một điểm. Nhưng bây giờ thì City Wings đang bắt đầu kéo điểm lên. Hoàng Tú cú ném rất vội vàng của tay ném bên phía Nova World. Điểm tiếp theo dành cho Lee Cop 13-20. Là Johnson, anh kêu gọi một tình huống bù. Lee Cop phòng ngự rất khó chịu. Một tình huống ném khó, không có điểm dành cho Johnson. Thế càng rất cố gắng. Trọng tài xác định là bóng vẫn sẽ ở lại với Nova World Phan Thiết. Và shot clock còn 10 giây. Johnson, một tình huống bù, vừa đủ khoảng trống cho Johnson nhưng vẫn chưa có điểm. Thế Càng offensive rebound, quá mượt mà, một cái tay trái rất dẻo của Thế Càng. Và đó là chiến thắng dành cho Nova World Phan Thiết. Chiến thắng thứ hai trong vòng 3 trận của đội bóng đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt nhân sự khi vắng một ngoại binh do chấn thương.